Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức cập nhật trong bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khu dân cư Xuân Đào, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày hội văn hóa quân dân. Tới dự ngày hội có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam biểu dương và chúc mừng những thành tích kết quả mà cán bộ nhân dân khu dân cư Xuân Đào đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cán bộ đảng viên và nhân dân khu dân cư tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra. Tại ngày hội, đồng chí Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn trao quà tặng cho khu dân cư Xuân Đào và các gia đình chính sách, hộ nghèo của địa phương. Khu dân cư Xuân Đào được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen. Sáng nay, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tới dự ngày hội đại đoàn kết và ngày hội văn hóa quân dân tại khu dân cư Đỉnh Cao, xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cử. Trong năm qua, khu dân cư Đỉnh Cao phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khu dân cư 3.0, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,61%, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 97%. Trong thôn có 8 dòng họ xây dựng được quỹ khuyến học, 4 tổ thu gom rác thải hoạt động hiệu quả, có trên 80% hộ dân thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Trong khu dân cư thành lập được 5 câu lạc bộ thể thao văn hóa văn nghệ. Tại ngày hội khu dân cư Đỉnh Cao được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen. Từ đầu năm đến nay có 38 dự án đầu tư nước ngoài FDI đăng ký đầu tư vào địa bàn tỉnh Hưng Yên với số vốn đăng ký trên 453 triệu đô la Mỹ. Các dự án FDI đầu tư tập trung vào một số khu công nghiệp như Yên Mỹ, khu công nghiệp Sạch, Phố Nối A, Minh Quang và Thăng Long 2 với diện tích đất thuê trên 133 ha. Như vậy, đến nay toàn tỉnh Hưng Yên có 534 dự án vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký trên 6,7 tỷ đô la Mỹ. Đứng đầu là Nhật Bản có 171 dự án, thứ hai là Hàn Quốc có 150 dự án, thứ ba là Trung Quốc có 134 dự án. Đã có gần 300 dự án đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp đi vào hoạt động. Từ đầu năm đến nay, nộp ngân sách nhà nước trên 2.300 tỷ đồng. Đến hết tháng 10, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt trên 26.500 tỷ đồng, vượt gần 16% so với dự toán năm 2023. Trong đó, thu nội địa trên 23.500 tỷ đồng đạt gần 130% kế hoạch, thu thuế xuất nhập khẩu gần 3.000 tỷ đồng đạt gần 63% kế hoạch. Một số khoản thu nội địa tăng như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 20%, thu từ khu vực ngoài quốc doanh tăng 230%, thuế thu nhập cá nhân tăng 6%. Các khoản thu về đất giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước do năm 2022 có khoản thu tiền sử dụng đất của chi nhánh tại Hưng Yên, công ty cổ phần Vinhomes nộp một lần. Đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên có 65 quỹ tín dụng nhân dân. Các quỹ duy trì sự phát triển ổn định và an toàn tín dụng với quy mô tổng số vốn dư nợ cho vay, huy động tiền gửi trong nhân dân ngày càng tăng. Tổng nguồn vốn của các quỹ đạt trên 8.200 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2022, dư nợ trên 5.300 tỷ đồng, nợ xấu giảm trên 9%. Một số quỹ có dư nợ lớn như Quỹ tín dụng nhân dân Mễ Sở trên 283 tỷ đồng, Yên Phú trên 300 tỷ đồng, Phụng Công 270 tỷ đồng, Xuân Trúc 174 tỷ đồng. Bộ Công Thương đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ đề ra các giải pháp bảo đảm cung ứng điện và đặc biệt là không để thiếu điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp đảm bảo đầy đủ nguồn cung ứng nhiên liệu đầu vào như than, khí, dầu cho sản xuất điện, đẩy mạnh tiến độ đầu tư các công trình nguồn lưới điện, đặc biệt là các công trình trọng điểm như đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối. Bộ Công Thương cũng chỉ đạo EVN nâng cao công tác dự báo, xây dựng các kịch bản để đối phó với các tình huống khẩn cấp, cực đoan có thể xảy ra trong vận hành hệ thống điện, đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như đời sống sinh hoạt của người dân.
Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học được công nhận năm 2013. Trong số hơn 2.600 sinh viên vinh dự nhận bằng, ấn tượng nhất là hình ảnh cụ bà 75 tuổi, tóc bạc, lên bục nhận bằng tốt nghiệp ngành dược. Đó là bà Nguyễn Thị Hồng Lựu ở thành phố Tân An, tỉnh Long An. Bà Lựu là sinh viên lớp dược học khóa 8, hệ liên thông cao đẳng lên đại học tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, tốt nghiệp loại giỏi. Trước đây, bà Lựu làm giáo viên dạy cấp 1. Sau khi về hưu, bà đi học dược sĩ trung học rồi lên bậc cao đẳng. Đến năm 2020, bà học lên bậc đại học. Bà Lựu quan niệm việc học tập không có giới hạn, chỉ cần có mục tiêu là quyết tâm và phấn đấu đến cùng. Bà cho biết cố gắng lấy được tấm bằng đại học để hoàn thành ước mơ mở nhà thuốc. Chùa Pitu Kosarangsay là ngôi chùa đẹp bậc nhất Cần Thơ. Nơi đây nhiều năm qua đã cưu mang nuôi hơn 1.000 sinh viên nghèo thành tài. Từ năm 1996 đến nay, với sự dìu dắt cưu mang giúp đỡ của Thượng tọa Lý Hùng, đã có hơn 1.000 sinh viên ra trường nên danh và lập nghiệp, trong đó rất nhiều người trở thành giám đốc hay học lên thạc sĩ tiến sĩ du học ở nước ngoài. Thấu hiểu khó khăn của sinh viên dân tộc Khmer khi lên thành phố Cần Thơ học đại học cao đẳng từ năm 1996, Thượng tọa Lý Hùng đã giúp đỡ cưu mang các em. Khi sinh hoạt tại chùa, các em còn được dạy lễ nghi, phong tục tập quán, nếp sống, văn hóa của dân tộc. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hàng nghìn người Afghanistan tại Pakistan những ngày qua đang lũ lượt kéo về cửa khẩu biên giới Tây Bắc nước này nhằm tìm cách quay trở lại quê hương một ngày sau khi thời hạn chính phủ Pakistan chấm dứt chính sách cho phép những người nước ngoài không có giấy tờ ở lại nước này. Nếu không rời đi, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ và sau đó là trục xuất. Vài giờ trước khi thời hạn kết thúc, chính quyền Pakistan đã bắt đầu vây bắt những người nước ngoài không có giấy tờ, trong đó phần lớn là người Afghanistan, ước tính hiện lên tới hơn 1,7 triệu người. Cộng đồng người Afghanistan hiện đang sinh sống tại Pakistan đã lên tới hơn 4 triệu người. Chính phủ Pakistan cho biết, việc trục xuất này là để đảm bảo an ninh quốc gia do người Afghanistan thường xuyên tham gia vào cuộc tấn công của phiến quân hay các nhóm khủng bố tại đất nước này. Pakistan đã bác bỏ lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc cùng những tổ chức nhân quyền và đại sứ phương Tây về việc xem xét lại quyết định trục xuất. Theo một thống kê, trong năm nay, các hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ đã đặt mua gần 1.000 máy bay. Đây là số lượng mua sắm máy bay nhiều nhất thế giới. Tại New Delhi, sân bay quốc tế Indira Gandhi đã sẵn sàng đón 109 triệu hành khách vào năm tới. Sân bay này đang chuẩn bị trở thành sân bay bận rộn thứ hai trên thế giới. Hai hãng được hưởng lợi từ thị trường hàng không đang mở rộng của Ấn Độ là các nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới là Boeing của Mỹ và Airbus của châu Âu. Tháng 2 năm nay, Air India đã đồng ý mua 250 máy bay từ Airbus và 220 chiếc từ Boeing. Tổng giá trị là 70 tỷ đô la Mỹ. Hồi tháng 6, IndiGo đặt mua 500 chiếc Airbus A320 mới. Phần lớn tăng trưởng hàng không Ấn Độ là nhờ các hãng hàng không trong nước, với lượng hành khách tăng tới 36% kể từ năm 2022. Làm việc trực tiếp hoặc từ xa đang trở nên phổ biến ở Singapore. Đây là phương thức làm việc dần trở nên phổ biến trong xu hướng tìm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống mà Singapore đang theo đuổi. Theo báo cáo năm 2023 của Viện Nghiên cứu Singapore, 47% người lao động nước này hài lòng với công ty trong việc linh hoạt địa điểm làm việc, 46% hài lòng với việc linh hoạt giờ làm việc. Thực tế là phương thức làm việc linh hoạt đang được chính phủ Singapore khuyến khích để thúc đẩy người lao động hướng tới sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Việc chấp nhận phương thức làm việc linh hoạt là một bước đi thực tế để giúp Singapore tăng cường tính cạnh tranh, thu hút nhân tài và tiếp tục duy trì vị thế là một trung tâm sáng tạo và phát triển năng động của thế giới. Một nghiên cứu mới cho thấy chuột có thể hình dung ra nơi chúng từng đến và nghĩ về các vật thể chuyển động theo một cách chưa từng biết trước đây. Nghiên cứu mới phát hiện ra rằng chuột có thể kiểm soát chính xác và linh hoạt những hoạt động ở vùng hải mã, vùng có chức năng ghi nhớ và khả năng định hướng đường đi của chúng. Chúng có thể suy nghĩ về những đồ vật và những địa điểm không tồn tại ngay trước mặt chúng. Việc tưởng tượng ra những địa điểm nằm cách xa vị trí hiện tại của chúng là một phần của trí nhớ và gợi lên những tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Nếu khả năng này tồn tại ở động vật, chúng cũng có thể sở hữu cách thức tưởng tượng gần giống như con người.
Quý vị và các bạn thân mến, tại đây chúng tôi xin kết thúc bản tin 18h30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.